xác minh clip hai cô gái cởi trần tắm giữa hồ gươm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang xác minh clip hai cô gái cởi trần tắm giữa hồ gươm đang lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 16 tháng 5. Chiều ngày 16 tháng 5, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh hai cô gái cởi hết áo, trùm kín đầu và xuống tắm ở hồ gươm, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Chiều cùng ngày, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết quận đã nắm được thông tin và đang cho xác minh. Một lãnh đạo khác của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên theo vị này, nếu xem hình ảnh clip trên địa điểm mà hai cô gái tắm đối diện với nhà hàng Hàm Cá Mập ở phố Đinh Tiên Hoàng, vị này lý giải vị trí trên mực nước sâu tầm 2 mét, vì vậy việc hai cô gái tắm và đi lại thoải mái như trong clip là điều vô lý. Chúng tôi đang xác minh nhưng nhiều khả năng là cắt ghép, chỗ đấy nước rất sâu. Bất hợp lý nhất là việc chỗ này sâu tầm 2 mét mà hai bạn này đứng lại ngang ngực thì làm sao mà xuống được tuy nhiên chúng tôi vẫn đang cho xác minh vị lãnh đạo trên thông tin